Chờ chồng suốt 7 năm mới về, vợ quê nhận được 11 tỷ đổi đời, không ngờ vừa nhận tiền thì chạy ra sông. Quý vị thính giả thân mến, tròn 7 năm, Dũng thông báo sẽ trở về. Lúc này Liên và các con vô cùng háo hức chờ đợi. Nhưng ngày anh mang tiền về, thì Liên còn chưa kịp vui mừng đã khóc hết nước mắt. Sau khi sinh đứa con gái thứ ba, Dũng quyết định để vợ con ở nhà và lên đường làm ăn. Cũng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên Dũng mới phải làm như thế, bởi vì thực sự vợ anh không hề muốn gia đình phải xa cách thế này. Tại tiễn chồng ra sân bay, Liên khóc hết nước mắt nhưng Dũng ôm vợ hứa. Em cứ ở nhà đợi anh, chỉ vài năm nữa anh sẽ mang tiền về, tới lúc đó cả gia đình ta sẽ không còn khổ nữa, cuộc sống thoải mái hơn, vợ chồng mình sẽ hạnh phúc hơn. Nghe lời chồng, Liên cũng gật đầu đồng ý. Từ ngày chồng đi nước ngoài, cô một mình ở nhà chăm sóc ba đứa con. Đứa lớn nhất khi ấy mới 5 tuổi, nhỏ nhất là đứa vừa sinh 6 tháng. Vì Dũng đã nói làm được bao nhiêu sẽ tiết kiệm hết, thành một khoản, nên sau khi anh đi nước ngoài cũng không hề gửi tiền về mà để mẹ con Liên tự xoay sở. Những tưởng 2 năm sau sẽ về, Liên đang bong ngóng hồi hộp thì nhận được cuộc điện thoại của chồng. Công ty gia hạn thêm 5 năm nữa, chắc anh chưa về được đâu, làm nhiều kiếm thêm một khoản nữa rồi về một thể. Liên nói với chồng, thôi anh ạ, có bao nhiêu xài bấy nhiêu, anh về với mẹ con em đi, rồi lấy vốn đó làm ăn ở quê cũng được mà. Thế nhưng, Dũng nhất định không chịu, vì chồng đang bên nước ngoài, nói hết lời anh không nghe, thì Liên cũng không còn cách nào khác nữa. Vậy là Liên lại chờ chồng thêm 5 năm mòn mỏi. Tròn 7 năm, Dũng thông báo sẽ trở về, lúc này Liên và các con vô cùng háo hức chờ đợi. Nhưng ngày anh mang tiền về thì Liên còn chưa kịp vui mừng thì đã khóc hết nước mắt. Dũng bây giờ đã hoàn toàn thay đổi, anh mang chiếc vali chứa 11 tỷ đổ ra trước mặt vợ. Đây là số tiền tôi kiếm được sau 7 năm lặn lội nơi đất khách quê người. Liên nhìn đống tiền mà hoang hết cả mắt. Sao nhiều thế anh làm cách nào mà kiếm nhanh thế? Dũng bây giờ mới khai thật. Thực ra số tiền này là cả tôi và vợ tôi kiếm ra, chúng tôi chuẩn bị xây nhà. Liên nghe thì bật cười. Anh đùa em đấy à, em ở nhà có làm được gì đâu cơ chứ. Dũng lắc đầu, tôi không nói cô, tôi nói người vợ mới của tôi cơ. Nghe câu đó Liên choáng nặng, cô ngước lên nhìn chồng ú ớ. Cái gì? Vợ mới ơi, anh nói thế là sao? Vợ nào? Dũng bắt đầu kể, sau khi sang đó được một năm thì tôi quen người mới, cô ấy cũng đã sinh cho tôi một đứa con trai rồi. Chúng tôi đã có một gia đình. Liên trợn mắt, anh phản bội tôi, thảo nào anh không chịu về nước, anh, tôi thật không thể ngờ. Dũng cười, đó cũng là điều bình thường mà, xa vợ lâu, ông nào cho kiếm người mới, ai mà chịu được cảnh cô độc chứ, cô nên thông cảm, hơn nữa cô ấy đẻ một cái là ra con trai rồi, còn cô. Liên đau đớn nhìn chồng, lời hứa năm đó anh đối với em thì sao đây, anh thật sự đã làm điều đó với tôi, sao anh không nói, kể từ lúc đó đi, anh còn bắt tôi chờ đợi. Ngóng trông anh suốt 7 năm trời qua, đồ bỉ ổi khốn kiếp. Vừa nói, Liên vừa cầm cọc tiền, ném liên tục vào người chồng, Dũng từ tốn nhặt lên và nói. Cô đừng có ném tiền của tôi linh tinh, ngày mai mẹ con cô ấy sẽ chuyển tới đây, cô liệu mà chăm sóc họ thì tôi sẽ cho một ít mà tiêu. Liên đứng hắt dậy, nhổ bãi nước mọt thẳng vào chồng. Đồ điên, anh nghĩ gì? Anh và con đàn bà đó có thể khiến tôi gãn gục ư, còn lâu. Dũng giơ tay tát vợ một cái trời giáng, không làm gì thì không có xu nào hết. Liên òa lên khóc vì tủi nhục, cô nói. Đấy, anh đưa ba đứa con đi, tôi sẽ chết cho anh vừa lòng. Nói rồi, cô chạy ra khỏi nhà định do mình xuống sông, may mà có hàng xóm cản lại. Nhưng khi ấy Liên thực sự quá bế tắc, cô cảm thấy tuyệt vọng và không còn chút niềm tin vào người chồng đã từng thề non hẹn biển, đàn ông thật đáng sợ. Chồng thú nhận không quên tình cũ, em ném đơn ly hôn bảo. Tiện mời luôn, Tết xong tôi cũng đám cưới. Bao đêm thức trắng trong nước mắt, em quyết định sẽ chọn cho mình một lối đi riêng. Hắn đã cạn tình, em cũng sẽ hết nghĩa, chẳng tội gì phải bó buộc cuộc đời vào thứ vốn đã không còn thuộc về mình. Ngày mới yêu, em đã biết mình tuyệt đối không phải là người đầu tiên của lão. Bản thân lão cũng thừa nhận điều ấy, có điều lão bảo. Anh không thuộc tuyết người sống với quá khứ, chia tay là hết dù vì bất cứ lý do gì. Hiện tại mới quan trọng và anh đủ tỉnh táo để biết đâu mới là tương lai của mình. Vậy là em tin rồi cưới lão, cuộc sống những ngày đầu hôn nhân nói chung tạm ổn. Lão tu chí làm ăn, cũng biết quan tâm chăm sóc gia đình. Cho đến tháng 6 vừa rồi, lớp cấp 3 của lão tổ chức gặp mặt sau 15 năm ra trường.
Biết tình đầu của lão hôm đó cũng tới, họ học cùng lớp, nhưng em cũng kệ, vui vẻ để chồng đi. Bởi trước nay em luôn quan điểm rõ ràng, nếu chồng muốn phản bội vợ, có giữ cũng chẳng được, mà càng quản chặt càng dễ mất. Họp lớp xong, lão về đúng là có chút thay đổi. Dù rằng vẫn quan tâm vợ như trước, thế nhưng làm việc thường mất tập trung, nhất là mỗi lần điện thoại đổ chuông là lão giật mình, mắt trước mắt sau nhìn ngó, lẻn ra chỗ khuất nói chuyện. Anh nói chuyện với ai mà cứ thì thà thì thục như vậy? Trong phòng bàn ghế có, không ngồi lại ra hành lang đứng cho mũi đốt à? Ừ, anh có chút việc công ty, trong nhà bật tivi ồn quá nên ra đó nói chuyện cho dễ. Lão trả lời em mà mặt cứ cúi gằm, lẩn tránh ánh mắt của vợ. Tất nhiên, biểu hiện ấy của người đàn ông cùng mình môi ấp má kề bao năm, làm sao không làm lòng em nghi hoặc cho được. Có điều trước mắt lão, em vẫn tỏ ra không nghi ngờ gì, sau đấy thì ngấm ngầm điều tra, lục tung các tài khoản cá nhân của lão. Mối nghi ngờ của em chỉ xoay quanh buổi họp lớp của lão với tình cũ. Có điều sau gần tháng trời theo dõi, thần kinh căng hơn dây đàn, em vẫn chẳng phát hiện được điều gì mờ ám giữa bọn họ. Danh sách bạn bè Facebook của lão vẫn có tên ả kia, nhưng dường như họ chưa bao giờ like ảnh comment status của nhau. Điện thoại cũng trống trơn không liên lạc qua lại. Đúng lúc em định bỏ cuộc, nghĩ rằng mình quá đa nghi, nghĩ oan cho chồng, thì đêm ấy vô tình em đọc được tin nhắn từ số điện thoại lạ gửi tới máy lão. 12:30 trưa mai gặp nhau ở 89 cà phê ngon anh nhé, đừng để em chờ lâu. Cả đêm em thao thức với tin nhắn ấy. Số điện thoại đó lão không lưu tên ai, nhưng em đoán trăm phần nghìn nó là của ả đàn bà ấy. Vậy là ngày hôm sau, theo địa chỉ trong tin nhắn, em đến trước đợi lão. Quả phán đoán của em không sai chút nào. Đúng giờ, cả anh cả ả cùng xuất hiện. Nghe cách lão gọi đồ uống cho ả mà em đắng lòng, nhận ra giữa hai người đó tình cảm còn sâu đậm lắm. Tất nhiên suốt quãng thời gian qua, em đã bị lão xỏ mũi. Cục hận dâng lên tận cổ, em muốn chạy thẳng sang mà dội hết trà đá cà phê vào mặt hai người. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, làm thế không giải quyết được gì. Cùng lắm, lão cũng chỉ thừa nhận tội danh dối vợ gặp gỡ lại tình cũ. Vậy là em lẳng lặng dắt xe về. Những ngày sau theo dõi, anh ả vẫn lén lút gặp nhau như thế. Thậm chí mỗi lần hàn huyên với ả xong về bên vợ, lão còn tỏ ra ngọt ngào ân cần với em hơn. Thật sự, nếu không biết rõ sự thật kinh tởm phía sau, chắc em sẽ hạnh phúc viên mãn với sự quan tâm, săn sóc của lão dành cho mình lắm. Bao đêm thức trắng trong nước mắt, em quyết định sẽ chọn cho mình một lối đi riêng. Hắn đã cạn tình, em cũng hết nghĩa, chẳng tội gì phải bó buộc cuộc đời vào thứ vốn đã không còn thuộc về mình. Cho đến ngày hôm qua, sau khi hả hê mê tơi xôi chè với ả đàn bà đó về, hắn gọi em vào phòng nói chuyện. Em à, anh có chuyện muốn nói. Vâng, em đang nghe đây. Sự thật là, sau buổi họp lớp đó, anh gặp lại cô ấy. Bọn anh nhận ra còn rất nhiều tình cảm, anh không thể quên cô ấy được. Hắn vừa nói vừa nhìn em với ánh mắt dò xét, có lẽ sợ vợ sốc quá mà đột quỵ hay lu loa gì đó. Ngờ đâu mặt em tỉnh bơ, cười rung bụng. Thật hả? Hóa ra em với anh cùng tâm sự. Hắn trợn mắt, ý em là sao? Máu anh lên não chậm quá, thì là em cũng giống anh, vẫn yêu tình cũ. Mặt lão chuyển từ đờ đẫn sang tím tái. Là sao? Sao trăng gì? Ký vào đơn này, rồi muốn đi với tình cũ, tình mới của anh là tùy. Tiện cũng mời anh luôn, Tết xong tôi với người tình của mình sẽ tổ chức đám cưới. Nhà này chia đôi, nhưng tài khoản ngân hàng của chúng mình tôi rút cả rồi. Coi như là của hồi môn anh dành cho vợ cũ nhỉ. Hôm tôi lấy chồng mới, anh cứ phát miệng tới ăn cổ được rồi, không cần thêm phong bì nữa. Cô dám? Chẳng có gì tôi không dám, là anh bội bạc tôi trước. Anh nghĩ suốt thời gian qua anh dối lừa vợ ăn nằm với tình cũ mà tôi không biết sao? Tôi đi tới nước này là do anh cả đó. Ký đi, để tôi nộp ra tòa. Ném tờ đơn ly hôn ký sẵn vào mặt hắn, em cất bước đi thẳng, để lại hắn đứng đó mắt chữ A miệng chữ O với theo vợ mà không cất thành tiếng. Em là thế đó các chế à, đã yêu là yêu hết lòng, nhưng một khi bị phản bội sẽ dứt khoát buông tay, tìm đường riêng cho mình, nhất định không đau khổ vì một gã đàn ông tệ bạc. Công ty Trung Quốc cho nhân viên nữ ế nghỉ Tết thêm 8 ngày kiếm người yêu. Các công ty này đã cho phép những nhân viên nữ ngoài 30 tuổi mà còn độc thân được về quê ăn Tết sớm để có cơ hội kiếm người yêu. Chuyện tưởng như vô cùng hy hữu này đã thực sự xảy ra tại Trung Quốc.
Vào hôm 21 tháng 1 vừa qua, trên thông báo chính thức ở Weibo, công ty biểu diễn Tống Thành và công ty quản lý lữ hành Tống Thành ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã tuyên bố cho phép nhân viên nữ được nghỉ thêm 8 ngày nếu có nhu cầu. Yêu cầu duy nhất để được nghỉ thêm là phụ nữ trên 30 tuổi và còn độc thân. Mục đích của việc nghỉ thêm là để các nữ nhân viên tìm người yêu. Hơn thế nữa, nếu nhân viên nữ có thêm giấy chứng nhận kết hôn trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, họ sẽ được gấp đôi tiền thưởng cuối năm. Trên thực tế, theo truyền thống châu Á nói chung và Trung Quốc nói riêng, phụ nữ trên 30 tuổi mà vẫn còn độc thân thì sẽ bị coi là ế. Họ cho rằng phụ nữ nhiều tuổi mà vẫn chưa có gia đình thì sẽ rất kém thu hút trong mắt người khác giới. Ngày nay, để tập trung phát triển sự nghiệp, nhiều phụ nữ Trung Quốc đã trì hoãn kết hôn, thậm chí không kết hôn. Theo thống kê của Bộ Nội vụ cho thấy, năm 2015 có hơn 200 triệu người còn độc thân ở Trung Quốc và kể từ năm 2013, tỷ lệ kết hôn ngày một giảm dần. Truyền thông đưa tin quyết định tăng thêm thời gian nghỉ Tết cho nhân viên nữ độc thân của công ty Tống Thành được đón nhận nhiệt liệt. Tỷ lệ đàn ông so với phụ nữ ở công ty chúng tôi ngang nhau. Hoàng Lê, giám đốc nhân sự của công ty biểu diễn nghệ thuật Tống Thành cho biết. Cô cũng nói thêm, hầu hết nhân viên nữ làm việc ở những bộ phận nội bộ, một số khác là nghệ sĩ biểu diễn, họ có rất ít cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Chính vì vậy, chúng tôi muốn cho họ có thêm ngày nghỉ, thêm thời gian và cơ hội tiếp xúc với những người khác giới. Công ty Tống Thành cũng cho rằng, việc tăng phúc lợi cho nhân viên nữ sẽ khiến họ thoải mái hơn, yên tâm làm việc hơn, dẫn đến năng suất hơn. Cô Hoàng Lê cũng bác bỏ thông tin công ty dùng việc này để đánh bóng tên tuổi. Thông tin này đang gây xôn xao cư dân mạng Trung Quốc. Hầu hết mọi người đều đồng tình và hưởng ứng, nhưng cũng có một số không đồng ý. Ước gì sếp mình cũng có suy nghĩ như vậy. Làm thế nào để sếp tôi đọc được thông tin này? Nhân viên công ty này thích quá. Nếu là tôi, dù có bạn trai rồi, tôi cũng sẽ giả vờ chia tay để được nghỉ Tết thêm. Tại sao nhân viên nam độc thân không được nghỉ? Thật là thiệt thòi. Do các cô gái tham công tiếc việc quá thôi, dù có nghỉ thêm cũng chẳng kiếm được bạn trai đâu. Cư dân mạng bình luận.